Thưa quý vị, dươi là một đặc sản theo mùa chỉ có ở miền Bắc. Dươi là một loại sinh vật rất nhạy cảm với hóa chất. Chỉ một lượng hóa chất nhỏ sử dụng trên lúa cũng có thể khiến cả một vùng bãi dươi giảm mật độ đáng kể. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ chú trọng nhiều vào khai thác vụ dươi, còn việc trồng lúa chưa được coi trọng, bởi chưa tìm được giống lúa phù hợp với vùng nuôi dươi. Trước thực tế này, anh Nguyễn Văn Tuân ở Hải Dương đã mày mò, tìm hiểu và nghiên cứu ra một giống lúa mới phù hợp với vùng nuôi dươi của người dân. Vùng bãi ven sông Thái Bình thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là nơi sinh cư của loài dươi đã làm nên thương hiệu dươi Tứ Kỳ nổi tiếng khắp cả nước. Việc tận dụng bãi dươi để canh tác lúa đã được người dân nơi đây tiến hành từ lâu. Thế nhưng năng suất và giá trị sử dụng của những giống lúa truyền thống trước đây lại không cao, thậm chí chỉ được sử dụng trong chăn nuôi, nấu rượu. Trước thực tế đó, cùng với trăn trở về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, dự án gạo hữu cơ bãi dươi của anh Nguyễn Văn Tuân đã ra đời. Xuất phát từ bản thân gia đình rồi bạn bè của mình ấy, mình thấy là có nhu cầu liên quan đến cái thực phẩm sạch. Thế sau đấy mình về quê mình tìm hiểu thì mình thấy là cái vùng quê của mình ấy, thì nó này có một cái vùng đất mà nó phù hợp với cái đấy. Và thực ra thì bản thân mình cũng có một cái đam mê một chút về cái nông nghiệp. Thực hiện ý tưởng này, anh Tuân đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về các giống lúa khác nhau để tìm ra một loại giống lúa phù hợp với các vùng canh tác dươi. Giống lúa này phải có thời gian sinh trưởng phù hợp, có khả năng chịu mặn, chịu rét, chịu ngập nước và khả năng kháng được sâu bệnh để phù hợp với canh tác hữu cơ. Nhờ sự phối hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học, anh đã tìm ra giống Japonica G02 là giống lúa thuần có nguồn gốc từ Nhật Bản cho vụ lúa đầu tiên trong dự án của mình. G02 là cái ưu thế thứ nhất là nó chịu mặn tốt. Cái thời gian đấy vào mặn nó nhiễm mặn nó vẫn không chết, nó chỉ còi đấy. Cuối cùng vẫn cho ra sản lượng. Nói chung là vẫn là đây là cái hình thức tận dụng để mà vừa thu hoạch được rươi, vừa thu được lúa. Thế những cái giống lúa nào thu được tốt hơn thì ta chọn. Mà cái giống lúa này thì chất lượng gạo tốt hơn rồi. Tìm được giống lúa phù hợp, nhưng làm thế nào để thuyết phục được người dân tin tưởng và hợp tác lại là một thách thức nữa đối với anh. Thời gian đầu, khi anh trình bày về mô hình canh tác này, hầu như người dân đều chưa hứng thú. Vì thế, sau một thời gian nhẫn nại, kiên trì, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền và hợp tác xã, anh đã bước đầu thuyết phục được khoảng 60 hộ dân tham gia dự án và cam kết sẽ bao tiêu sản phẩm. Thì địa phương thì cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cái mô hình liên kết tiêu bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, đặc biệt là cái sản phẩm thu hoạch tươi gặt là sẽ thu mua luôn, bà con thì không phải phơi phong gì. Thì địa phương cũng rất là tạo điều kiện báo tương cùng với lại công ty để bao tiêu cái sản phẩm sau thu hoạch cho nông dân. Được biết, kể từ khi ra đời đến nay, sản phẩm gạo hữu cơ bãi dươi của anh Tuân luôn được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao bởi không sử dụng phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật và canh tác bằng phương pháp hoàn toàn tự nhiên và minh bạch thông tin xuất xứ sản phẩm gạo hữu cơ trồng trên 400 hectare ruộng khai thác dươi. Trong Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, chúng tôi cũng nhất trí quan điểm là sẽ cho phát triển cái hình thức là lúa dươi kết hợp. Ở đây thì chúng tôi thấy được là cái việc mà nuôi dươi kết hợp nó có cái tác động rất tốt đến cái việc là bảo vệ cái môi trường và phát triển được con dươi và lại có cái sản phẩm cái lúa hữu cơ rất là tốt. Cái này thì chúng tôi có cái quan điểm chủ trương sẽ giao cho nhất là hợp tác xã nông nghiệp giúp cho cái công ty thế hệ mới để có cái điều kiện để giúp cho bà con nông dân để tiếp cận được cái mô hình này. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, dự án đã thành công ngoài mong đợi, vượt qua những khó khăn trong cơn bão COVID-19. Nếu như trước đây, thu nhập của người dân chủ yếu là từ thu hoạch dươi, thì nay họ đã có thêm nguồn thu nhập ổn định từ giống lúa mới này. Đây cũng là cách hiệu quả đưa ngành nông nghiệp phát triển bền vững.